Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một video mới trên kênh của Sina Official về mini của mình Art. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên đây là một bình luận về những câu hỏi mà các bạn muốn ở trên đời cho Sina bất cứ cái chuyện. Nếu bạn nào có bất kỳ cái tâm sự nào mà khó nói với gia đình thì các bạn hãy trả lời mình dưới cái phần bình luận của video này nha. Thì các bạn yên tâm đi, mà bữa đó đây thì dành thời gian ra từ 1,000 đến 2,000 bình luận đầu tiên ở trên video của mình, đồng thời sẽ đặt tim và like cho những cái bình luận đó. Và nếu những bình luận nào mà có những câu hỏi hay, những cái đại lòng sâu sắc và lắng đọng luôn, còn đưa lên video bất cứ cái chuyện để chia sẻ đến với tất cả mọi người nữa nha các bạn ơi. Mà tầm khoảng 8-9 câu hỏi thôi, tại vì một video bình thường của mình từ 1,000, 2,000 đến 3,000 câu hỏi là các bạn, nên mình không thể nào mà gom hết 3,000 comment đó lên trên video của mình được. Nên là mình phải chắt lọc những cái comment nào mà nổi bật nhất để mình đưa lên video. Nên là bạn nào mà chưa được mình trả lời, các bạn có thể comment ở những video sau nha. Và mong các bạn thông cảm cho mình. Và điều thứ hai là nếu các bạn thấy video của mình giải trí, xả stress sau những cái giờ học tập căng thẳng, những cái giờ làm việc căng não, thì các bạn đừng quên để lại một like, đồng thời chia sẻ đó lên trên Facebook để cho nhiều người hơn cùng với Siro nha. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với bất cứ cái chuyện mà các bạn thấy trước mà các bạn đang lại gì không. Đây là cái skin Transformer đó mấy bạn. Thì hiện tại là cái ạc của mình đang mua full 3 skin Transformer rồi. Đây nè, cái tờ. Đây, bây giờ đây là 3 skin Transformer mới ra của Mini World. 3 cái skin này có những cái skill cực kỳ chất luôn nha các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại map này nó đang cấm rồi là sử dụng thuốc cưỡi, nên là mình không thể nào sử dụng skin của cái skill của Transformer được. Đây, nó sẽ biến thành chiếc xe này. Đó, nó sẽ biến như này. Và chiếc xe này được tính như là một con thuốc cưỡi các bạn, nên là cái map này chặn thuốc cưỡi là mình không có gọi là cho các bạn show xem được. Và cái ID của con map này là 49412271. Nếu bạn nào thấy map này hay map này vui thì có thể bấm mắt xe để bạn này lên TV Mini để bạn cho mày nha. Và bạn này tên là Dung Đẹp. Dung đẹp trai hả? À, Dũng đẹp trai. Ok ok. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với công việc hàng ngày của chúng ta, đó là trả lời câu hỏi nha. Là đầu tiên là chat một để lưu niệm hồi sinh, chat Q để chat nhé, chúc các bạn chơi vui vẻ. Thỉnh thoảng khi chơi liên thông có lỗi chiếc G vì mắc nhiều chiếc G thanh tham quan map rồi chơi. À ok ok, thôi chơi luôn đi nha. Ok, thì giờ mấy bữa nay thì chắc là nhiều bạn đang thắc mắc là tại sao mình lại không còn trả lời câu hỏi nữa. Tại vì hiện tại là mình đang tập trung vào cái việc gọi là kể chuyện cho các bạn nghe là chủ yếu á. Thì không biết là các bạn thích mình làm bắt cua kể chuyện theo cái dạng nào hơn. Cái dạng đầu tiên là cái dạng bắt cua trả lời câu hỏi là những cái mà bình thường mình hay làm á. Còn cái dạng thứ hai đó là cái dạng mà ngồi kể chuyện về thời xưa hay là của mình hay là của các thành viên khác. Ví dụ như những cái video gần đây của mình nè, các bạn nào mà đã coi những video gần đây của mình thì các bạn sẽ biết á. Ví dụ như là cái câu chuyện sợ dán nào, rồi câu chuyện về Mr. Vịt Tè Dầm hay là Siro chọc chó đó. Thì các bạn muốn Rô làm theo cái thể loại nào hơn thì các bạn để lại comment phía bên dưới để Rô biết là sau này Rô sẽ làm nha. Nếu như mà các bạn muốn Rô làm theo cái kiểu kể chuyện thì ok, Rô sẽ kể chuyện. Còn nếu các bạn muốn Rô làm theo kiểu trả lời câu hỏi thì ok, Rô sẽ trả lời câu hỏi. Còn nếu các bạn muốn Rô làm cả hai thì Rô sẽ xen kẽ, cứ một video kể chuyện sẽ một video trả lời câu hỏi nha các bạn ơi. Ok, và riêng video ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời câu hỏi, tại vì trong thời gian vừa qua mình cũng khá trả lời câu hỏi của các bạn, mình toàn kể chuyện thôi. Nên là bây giờ câu hỏi nó ứ đồng cũng hơi nhiều các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đầu tiên cho video này hôm nay nha. Ok, video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có câu hỏi đầu tiên là của bạn Yami Cục Xúc. Bạn nghe cái tên thấy cục xúc rồi đó. Anh ơi, anh nghĩ mình nên yêu người yêu mình hay người anh ơi, anh nghĩ mình nên yêu người mình yêu hay người yêu mình? Mong anh trả lời trong bất cứ cái chuyện tiếp theo hả? Người yêu mình hay người mình yêu á? Cục xúc thì nó dài lắm em ạ, anh thề. Cái nói cái này thì nó không phải điêu, chứ thật sự thì cái này là mình nó có thể là do cảm nhận của mình hoặc là một số trải nghiệm cá nhân thôi. Mình không biết các bạn cảm nhận như nào, nhưng mà đối với Rô ấy, trên cái cuộc sống này, con gái như con trai cũng giống nhau hết. Các bạn có thể yêu bao nhiêu người, các bạn có thể nằm chung, ăn chung, ngồi chung, đi toilet chung, tắm chung với rất nhiều người. Các bạn có thể yêu nhiều người, các bạn có thể đến với nhiều người, các bạn có thể bấn duyên với nhiều người. Nhưng để lấy một người mà để người ta gọi là đi đến mình tới cuối đời thì các bạn chỉ lấy được một người thôi. Và cái người đấy thì thường ấy, theo cảm nhận của Rô ấy, thì chúng ta nên lấy người yêu mình, đừng lấy người mình yêu. Lý do đơn giản thôi. Nếu là đàn ông ấy, nếu là con trai ấy, thì các bạn sẽ gặp phải một cái vấn đề mà hầu như thành đàn ông nào nó cũng sẽ trải qua một lần trong đời. Đấy là sẽ có một cảm giác sợ, một cái cảm giác điếu gì đấy, một cái cảm giác mà mình sẽ không thể tả nổi. Khi mà cái cô gái của mình, cái người mình yêu ấy đến với mình trong cái giai đoạn mà mình đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, tức là mình đã kiếm được quá nhiều tiền, hoặc ít nhất là mình cũng không phải là một người quá giàu, nhưng mà tiền mình kiếm cũng không phải là ít. Và đó là cái giai đoạn mà người đàn ông sợ nhất ở trong cuộc đời của mình. Tại vì sao?
Tại vì lúc đó thì anh ta sẽ không thể nào biết được rằng là cái cô gái của mình, cái người mà hiện tại là mình đang yêu, đang đến, thì người ta có phải là đến với mình thật lòng hay không? Có phải là người ta yêu mình thật lòng hay không? Hay là người ta chỉ đến với mình vì tiền, vì danh, vì lợi, vì một số cá nhân khác mà chỉ có cô ta biết thôi. Nó sẽ đeo bám các bạn mãi, đeo bám các bạn đến khi nào mà các bạn lấy vợ thì thôi. Mà lấy vợ rồi thì câu hỏi nó vẫn đeo bám. Nói chung là cái câu hỏi đấy là một cái câu hỏi mà rất khó để trả lời. Và nếu như các bạn lấy một người mình yêu thì cái tỷ lệ mà câu hỏi nó xuất hiện nó sẽ càng nhiều, và nó sẽ càng có những cái nghi vấn đặt ở trong lòng của bạn hơn. Nhưng nếu các bạn lấy người yêu các bạn, cái người mà đã từng trải qua, cái người mà đã từng cùng các bạn trải qua cái thời mà đồng cam cộng khổ, cái người mà đã từng cùng các bạn trải qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cái nghèo khó, người ta chấp nhận ở bên bạn để người ta thành công cùng bạn, đấy là người yêu bạn đấy, đấy là người nên lấy đấy. Và thật sự thì với bản thân mình hiện tại bây giờ cũng vậy. Người yêu của mình là một người không phải đến với mình trong cái lúc mà mình đã có rất là nhiều tiền hay gì trong tay hết. Thật sự lúc đầu ấy, mình cũng gọi là người yêu mình không xinh đâu. Người yêu mình không xinh thật sự. Nhưng mà trong mắt mình, người yêu mình khá là xinh. Tại vì sao? Người yêu mình đi với mình từ cái khoảng mà mình 100 ca sấp, cái khoảng mà mình đang chật vật chơi vơi giữa cái nền YouTube này. Mình vẫn chưa biết được là hôm nay mình quay gì, hôm nay mình làm gì để kiếm tiền, và tiền của mình kiếm được thì mình sẽ tiêu về việc gì, và làm thế nào để nhận được tiền của YouTube. Mình cái thời đấy mình không biết một thứ gì đâu. Nói thật với các bạn là cái thời 100 ca sấp tôi chưa biết cái gì về YouTube cả. Đấy là nói sự thật, không phải nói điêu đâu. Bạn yêu của tôi đi với tôi từ cái thời đấy. Cô ấy biết tôi như thế, cô ấy biết tôi chưa có gì trong tay cả, nhưng mà vẫn đi với tôi, vẫn gọi là giúp tôi, vẫn gọi là đứng sau hậu phương cho tôi. Đó là lý do tại sao mà càng ngày mình càng yêu người yêu mình hơn. Mặc dù là bây giờ công việc nó bộn bề nhiều lắm. Công việc đôi lúc mình yêu xa mà mình đâu phải yêu gần đâu. Nên là những gì mà bọn mình biết được lâu lâu, một tháng, hai ba tháng gì đấy, mình sẽ lên mình thăm người yêu của mình. Nhưng mà hiện tại đang dịch cúm, mình không lên thăm được. Mình nhớ chứ, lâu lâu nhắn tin một hai câu rồi còn call video. Nhưng mà dạo này thì ít dần, tại vì công việc của mình thì cái thời gian công việc của mình càng ngày càng nhiều. Nhưng mà có ấy không nói gì hết, vẫn cứ yêu là yêu thôi, không phải nản gì hết. Tại vì người yêu mình hiểu được cái tính chất công việc của mình là gì. Đấy là người yêu mình đấy, đấy là người yêu mình. Và theo như câu hỏi của em ấy, thì đối với cái trải nghiệm cá nhân của anh nhá, anh đã trải qua rất là nhiều mối tình rồi, và anh nói thật với em là cuộc sống này em phải yêu bất kỳ ai, giàu nghèo, sang phú quý, bất kỳ ai, nhưng để lấy một người và để chắc chắn là họ sẽ về chung nhà với em thì anh nghĩ là em chỉ nên lấy một thôi. Đấy là người yêu em, người mà yêu mình, đừng lấy người mình yêu nha. Đấy là cái câu hỏi của mình thôi. Ở đây là câu trả lời của mình cho cái câu hỏi này thôi. Nên là cảm nhận riêng thôi nha mấy má. Đừng có lâu lâu tôi đếm xịp, tôi chia sẻ cái trải lòng của tôi mấy má. Đừng có bắt bẻ tôi nha, tôi buồn đó. Ok, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Cường. Em hỏi anh Siro là nếu anh có một số tiền lớn thì anh sẽ đầu tư về việc gì? Mong anh trả lời cho mấy cô kia chị tiếp theo. Em lên sắp khoe đâu tim em không tìm thấy hỏi trên Siro. Siro đâu cả hu yêu yêu đâu. Nếu mình có một khoản tiền lớn, ví dụ như là 2 tỷ hay là 5 tỷ gì đấy, hay là lớn hơn, ví dụ vài chục tỷ đấy, thì mình nghĩ chắc là về đầu tiên là mình sẽ đầu tư vào cái việc gọi là kiếm được nhiều tiền hơn. Mình sẽ đầu tư và mình sẽ làm bất kỳ nào, mình sẽ chạy theo những cái nhu cầu của thị trường, những cái mà bây giờ mà người tiêu dùng đang cần, để mình có thể bán nó hoặc là mình có thể gọi là sản xuất nó, thì mình sẽ đầu tư vào cái việc đấy. Tại vì sao? Cái đồng tiền mà mình kiếm được đấy, mình không thể ăn cả đời được. Nên là chúng ta chỉ giữ trong túi chúng ta một ít tiền để tiêu thôi. Còn lại số tiền mà mình kiếm được, mình toàn đầu tư vào những cái gọi là mình nghĩ là sẽ kiếm ra tiền, hoặc là những cái mình chắc chắn nó sẽ kiếm ra tiền đấy, thì mình đầu tư vào. Và tất nhiên là cuộc đời mà các bạn, đó là những chuỗi ngày để thử và những chuỗi ngày để thất bại thì mới có khôn. Nên là đôi lúc thì khi mà mình đầu tư, mà mình đầu tư ngu ấy, mình thật sự mình gọi là đầu tư ngu, thì đôi lúc sẽ mất tiền thật, nhưng mà đi một ngày đào một sàn khôn ấy, thì có những khoản đầu tư ngu đấy thì mình mới có thể trưởng thành được, và mình mới có thể gọi là thành công được. Thật ra đó giờ tôi đầu tư ngu nhiều lắm chứ. Thật ra là một trong số những cái đầu tư ngu của tôi thì nó có tính cả là nạp tiền vào game ấy. Đó cũng là một số cái đầu tư ngu, vì lúc trước mình cứ nghĩ là mình đặt tiền vào game, mình kiếm tiền trong game, mình hay quy đổi tiền lên thật được. Không biết các bạn nào mà đã từng nghĩ như tôi không? Hồi trước tôi cứ nghĩ là đặt tiền vào game, sau đó mình kiếm tiền trong game, rồi mình sẽ quy đổi tiền trong game ra tiền thật. Đấy, hồi trước tôi ngây thơ đến mức đấy luôn.
Thì nói chung đấy cũng là một khoảng thời gian mà tôi đã đầu tư ngu về cái khoản làm ăn của tôi. Nhưng mà bây giờ thì nó lại khôn hơn được một tí thôi. Tại vì bây giờ thì có những người anh em cũng đi theo mình, cũng giúp đỡ mình khá là nhiều. Nói chung là mình biết ơn Hello Team rất là nhiều á. Còn về cái việc mà tại sao em không thấy gói Hero á, thì tại vì em phải lên đúng shop nha. Em phải lên cái shop mà nếu như mà shop nào hiện tại chưa bán gói Hero là shop fake nha. Em phải lên trên cái shop gaming.net á, thì mình sẽ để cái link bên dưới cái phần bình luận game. Các bạn hãy xuống dưới các bạn tìm, hoặc các bạn hãy tìm trên phần mô tả của video này nha các bạn ơi. Thì mình sẽ dán cái link của cái shop chính thức của Hero Team ở trên đó. Và trên đó sẽ có gói, bán gói Hero nha các bạn ơi, 249.000 nha. Bạn nào mà rảnh thì mua ủng hộ cho Ro. Và sắp tới đây thì trên group bộ tộc sói của mình thì mình sẽ làm một cái event tặng free cái gói đấy cho những cái bạn vẽ. Tức là bạn nào mà vẽ cho mình đẹp hay là gửi ảnh dự thi đẹp thì mình sẽ chấm điểm. Và lần này thì mình sẽ tự tay mình chấm điểm, chứ mình không yêu cầu vote nữa. Mình thì mình cũng không phải là một người gì đó dân vẽ, nhưng mà mình cũng có một con mắt thẩm mỹ nhất định, nên là mình sẽ chấm điểm trong cái lần thi lần này của bộ tộc sói. Hay là bạn nào fan mình thì nhớ tham gia bộ tộc sói trên Facebook để tham gia giải nha. Với cả là theo dõi fanpage gọi là Siro Gaming giúp mình nha. Thì những cái thông tin về mình thì mình sẽ cập nhật ở trên cái fanpage đó nha các bạn ơi. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với câu hỏi của bạn Firefox MC Gamer. Anh nghĩ sao về những bạn học sinh xem stream vào đêm muộn, và anh nghĩ sao về việc bạn học sinh chưa ra ngoài đời, là chưa ra đời nhiều đúng không, chưa kiếm tiền đã donate cho streamer à? Mong trả lời cho bất cứ cái chuyện tiếp theo. Nghĩ sao về các bạn học sinh xem stream muộn ấy? Đấy là một chuyện bình thường mà. Thật ra thì bây giờ cũng là thời gian nghỉ dịch rồi, nên là các bạn học sinh thì xem stream muộn thì nó cũng là một cái việc gì đấy, nó không là hiếm nữa. Nhưng mà nếu mà trong thời gian còn đi học mà học sinh xem stream muộn thì cũng là chuyện bình thường thôi các bạn. Tại vì người ta idol của họ, họ thích xem thì họ xem. Còn về cái việc mà học sinh chưa ra đời, chưa kiếm được tiền mà vẫn có tiền để donate cho streamer ấy, thì thật sự thì các bạn vẫn chưa biết được là mẹ học sinh bây giờ nó đi học nó cầm bao nhiêu tiền đâu. Thề mấy ông, mẹ nó đi học nhiều khi nó cầm tiền bằng cả một tháng lương, mấy ông làm đấy, mấy ông đùa hoài. Học sinh bây giờ nó giàu lắm, nên là tôi thề mấy ông đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền. Cứ sống cuộc sống của mình thôi. Bây giờ các bạn có thắc mắc như thế, các bạn cứ hỏi là học sinh cứ như vậy, nó những cái câu hỏi không liên quan đến cuộc sống của các bạn như thế này á, thì nó cũng chả giúp cho các bạn thêm được đồng nào. Thay vì thế thì các bạn hãy đặt ra những cái câu hỏi là ngày mai mình ăn gì, và ngày mai mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, ngày mai mình làm gì để mình kiếm tiền, vậy tốt hơn. Thay vì các bạn ngồi các bạn thắc mắc là tại sao thằng này nó chưa có tiền mà nó lại dám donate cho streamer. Thật sự, thật sự là học sinh khi mà người ta được cho tiền, khi mà họ được cho tiền quá nhiều, mấy cái bạn nhỏ mà được cho tiền quá nhiều thì các bạn sẽ đi donate cho người này người nọ, và họ được tiêu tiền, là tiền của họ tiêu là quyền của họ, bởi vì tiền của họ là tiền của bố mẹ họ cho, đâu phải bố mẹ mình cho đâu, mình phải quan tâm làm gì đúng không, mình không cần phải quản cái việc đấy. Và cái việc mà học sinh mà tiêu tiền donate cho streamer chuyện bình thường mà, tại vì họ quý streamer đó, họ thấy streamer đó là một người gọi là ok của họ. Nói chung thật sự cái donate này là chỉ có ở những cái streamer đa phần nhá, là không phải là chỉ có đâu mà những streamer khác cũng có, nhưng mà đa phần là sẽ là những streamer mà quay game về người lớn. Và đa phần thì những cái người mà xem game người lớn thì các bạn cũng biết là ai đúng không, đâu phải là tụi học sinh không đâu. Thì mấy ông cứ mặc định là donate cho streamer là học sinh. Ra thì đôi lúc cũng có nhiều người lớn tuổi người ta thích cái streamer đấy thì người ta donate là chuyện bình thường mà, không cần phải thắc mắc về vấn đề này nhiều đâu. Ok, rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đạt Hồ. Anh nghĩ sao về việc nói xấu sau lưng, mong anh bên bắt cô kể chuyện tiếp theo. Ôi, bắt cô xấu sau lưng đó. Tôi thề với mấy bạn mẹ, cái thời đi học tôi bị nói xấu nhiều vãi đái luôn. Thật sự, tôi vì bạn bè tôi nói xấu nhiều lắm. Tại vì hồi đi học tôi cũng không phải thuộc dạng hạng cá biệt gì, mà cũng không phải thuộc dạng gọi là nổi bật gì. Tôi chỉ là một cái người gọi là học cũng tầm trung, nói chung là cũng hiểu bài trước ở nhà, học bài trước ở nhà và lên lớp thì chỉ nằm ngủ thôi. Và mấy đứa học, mấy đứa hồi trước ở trong lớp tôi ấy, cứ bảo tôi là thằng này sau này ra đời thành công cái gì, hiểu không, không biết là thành công đâu, ra đời ra chết anh đều bùi thôi. À, nhưng mà đến bây giờ thì các bạn nhìn xem mình cũng có fan, mình cũng kiếm ra tiền, nhưng mà tiền cũng không phải là nhiều lắm, mà tiền thì cũng đủ nuôi cơm mình ngày ba bữa, cũng đủ để làm ăn các thứ. Thay vì bây giờ mà mấy đứa bạn của mình mà phải chật vật đi kiếm việc làm thì mẹ mình lại ngồi thẳng phơ ở nhà để mẹ kiếm tiền. Đấy, nói chung là công việc này mình không biết đến bao giờ, nhưng mà đến với cái đầu óc của mình hiện tại thì mình đủ khả năng để mình kinh doanh. Và thậm chí là hồi trước mình chưa làm cái nghề này thì mình cũng 35 triệu một tháng đều đều như cơm bữa, làm bartender chứ. Cuộc đời mà mình không nói trước được điều gì các bạn ạ. Thật sự thì cuộc đời mình không nói trước được điều gì. Nên là dù cho người ta có nói xấu sau lưng mình thì các bạn cũng đừng quá quan tâm. Một, có những loại người ta nói xấu sau lưng mình, một
lần họ ghen tị với những cái thành công mà mình đang làm, và hai là họ chẳng thể làm được gì mình nữa ngoài cái việc nói xấu mình cả. Như là Đen Vâu thường hay rap ấy, tụi nó nói xấu sau lưng mày để muốn che giấu cảm giác thua kém này. Đấy, nên là cái việc mà người ta nói xấu mình thì có cái điếu gì đâu mà phải cảm nhận các bạn. Cảm nhận thì nó cũng đã nói xấu rồi, mà nó nói xấu rồi thì mình cũng không thể thay đổi được cái suy nghĩ của nó về mình bằng những cái lời nói thông thường được. Thế vì thế thì mình cứ thành công đi, mình cứ thành công để chứng minh cho những người mà nó đã từng nói xấu, tức là những cái người mà nghe nó nói xấu về mình, người ta có cái nhìn khác về mình đi. Mà nãy giờ tôi thấy con mắt này hơi lắc nha, chứ trước giờ nhiều quá, nó lắc lâu lâu cứ bị giật khó chịu ra. Thì nói chung là những cái câu nói xấu của họ đến với tai người khác thế thì nó sẽ chỉ đến với 30% thôi nha, 30% thôi là họ sẽ có một cái gì đó cả nghi trong người. Những cái người mà nghe người khác nói xấu mình sẽ cả nghi trong người. Và cái việc mình cần làm bây giờ có phải là dựng tóc gáy lên để gọi là giải thích thế này nọ nọ, mà cứ chứng minh cho người ta thấy là bố mày thành công, bố mày không dịch vì phải sợ những cái lời nói xấu đấy kìa. Bởi vì nếu như mà họ đã tin 30% vào những lời nói xấu về bạn ấy, thì bạn làm kiểu đéo gì thì bạn phải cố gắng làm như thế nào chứng minh. Bạn phải cố gắng thành công, thật sự là thành công, để cho thấy được rằng bố mày đấy không có phải gọi là cái thuộc thể loại người như thằng kia nói đâu. Đấy thì từ khách là họ sẽ tin bạn thôi. Thay vì bạn phải ngồi bạn giải thích từng đồng từng tí rồi bạn tỏ ra thái độ này nọ, thì họ lại càng tin vào cái lời nói xấu của bạn là sự thật. Nên là tại sao mình lại phải quan tâm vào những cái lời nói xấu nhỉ? Tại sao? Trong khi cuộc đời của mình có 60 năm thôi, trong khi đó thì chúng ta có thể gọi là liên quan đến những cái việc gọi là kiếm tiền này, rồi đi đây đi đó, chơi cho hết cái tuổi thanh xuân của mình đi. Đôi lúc mình biết các bạn sẽ có những cái suy nghĩ trong đầu nó rất là vạ lờn đó. Như kiểu là các bạn sẽ suy nghĩ là mình sống để làm gì, và mình sống như thế thì mình được gì. Các bạn suy nghĩ nhiều lắm. Sống đơn giản lắm, sống mà chỉ là những cái chuỗi ngày mà phải đi kiếm tiền, cày cuốc và lo cho cuộc sống của mình, lo cho những người mình thân yêu, để trải nghiệm những cái sự đời, những cái quả đắng, những cái trái ngọt mà mình làm nên hay là mình gặp phải. Nói chung là sống là để trải nghiệm, sống là để trải nghiệm những cái cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác hận, cảm giác ghét, cảm giác yêu, cảm giác thương. Sống là để trải nghiệm. Nên là mình cứ sống theo đúng bản chất của mình thôi, cần điếu gì phải quan tâm đến thằng nào con nào nói gì về mình. Ê, bản thân tôi mình nhìn nói nhiều, nó xấu mình lên nhiều lắm, anti nó xấu tôi biết chứ. Nhưng mà bạn quan tâm làm cách gì mấy bạn, bản thân mình còn lo chưa xong, lo cho anti mong lạnh quá. Mong lo mấy hành nó xấu mình mong lạnh quá. Đấy, nói chung là thế thôi, mấy hành nó xấu mình cả mẹ nó. Cảm giác như là cái vị trí của nó chỉ mãi là sau lưng mình thôi, nó xấu sau lưng mình thôi, đâu thể nào chết mặt được đâu, đúng không? Kể từ đó. Ok, câu hỏi tiếp theo, dài quá. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Anh Phương Ngô. Anh ơi, cho em hỏi một câu, nếu một ngày tất cả những người anh tin tưởng đều phản bội anh thì anh có cảm nhận như thế nào? Mong anh trả lời trong bất cứ câu chuyện nào tiếp theo mà Isidro và mong Hero Team sẽ không bị người nào bắt chước các sản phẩm nữa ạ. Nếu như mà mình cảm giác như thế nào nếu như người mình tin tưởng phản bội mình ở một ngày nào đó hả? Mình bị hoài mà. Mình bị hoài, những người mình tin tưởng trước đây, những thằng anh em mà mình coi là chí cốt, có những thằng nó phản bội mình, nó đi tùm lum hết, nó đi nói xấu mình, nó đi dập mình, đi vùi dập mình tùm lum hết. Nhưng mà kệ đó, những cái thằng mà hồi trước nó xấu tôi hay là làm gì đấy tôi đâu làm gì nó đâu, nó tự động bây giờ mẹ cuộc sống nó xa cơ, nó lỡ vợ, nó tùm lum hết, giờ nó đâu có được thành công nữa. Nói chung thì mình cứ sống cuộc sống của mình thôi, còn những cái thằng phản bội mình thì kệ mẹ nó, quan tâm làm gì. Như hồi nãy mình đã nói đó, sống là để trải nghiệm. Chúng ta có những cái trải nghiệm phản bội như thế này, chúng ta mới biết quý trọng được những cái người mà chúng ta tin tưởng và những cái người mà đặt niềm tin vào chúng ta. Chúng ta mới quý trọng những cái người đấy. Chứ còn không có những người phản bội chúng ta sẽ mãi mãi là một cái con nhộng ở trong kén mà không thể nào mà thoát ra được khỏi cái kén của sự tin tưởng mà mình đặt cho người ta được. Nên cố gắng sống hết cuộc đời của mình, sống hết cái khoảng thanh xuân của mình cách tốt nhất có thể, đừng quan tâm gì hết. Như bên kia đường khó thì phải. Ơi, tiếp theo đó là em cũng học lười và học ngu, nhưng mà em không bị so sánh với con nhà người ta, em chỉ bị so sánh với anh em trong nhà thôi. Úi xài, các bạn bị so sánh anh em trong nhà thì mà chuyện bình thường các bạn à. So sánh con nhà người ta cũng bình thường. Thật sự như nãy mình nói á, nếu như các bạn mà cảm thấy mà bị so sánh hay là bị nói xấu hay bị gì đấy nhiều ấy, tốt nhất thì là chứng minh cho người ta thấy là mẹ bố mày không phải như thế, là người ta sẽ suy nghĩ khác ngay. Bản thân tôi hồi trước cũng học ngu bỏ mẹ ra, bạn bè cũng chê lên chê xuống, nhưng mà bây giờ nhìn lại xem tôi thành công hơn gấp tỷ thần mấy cái thằng mà hồi trước chung khối, chung ngành,
chung chung nghề nghiệp với tôi, chung trường với tôi, tôi thành công hơn nghìn mấy nghìn đứa. Đâu? Cuộc sống hả các bạn? Không phải lúc nào mình cũng nói trước được điều gì đâu. Tôi lúc mấy thằng học dốt là mấy thằng thành công. Cái này thì mình không phải khuyên mấy bạn học dốt hay gì đó, nhưng mà nói chung thì cũng khi mà đi học các bạn cũng đừng nên chăm chăm học quá. Hãy cho mình một cái tuổi thơ. Hãy cho mình một cái tuổi thơ là sẽ có ngày mình đi hái trộm đồ ăn, hái trộm trái cây, mình sẽ đi đánh võng làng lắp, thì mình đi làm gì đấy, và mình sẽ có một cái tuổi thơ đẹp, vừa học vừa chơi, thì nó mới gọi là tuổi thơ. Chứ không thể nào mà học suốt trong nguyên cuộc đời tuổi trẻ của mình, để rồi lớn lên về già con cháu hỏi mình rằng: ông nội ơi, hồi nhỏ ông nội có gì vui vậy? Thì mình lại kính mờ, mình không trả lời được. Thì như thế là quê lắm các bạn. Nói thật. Ok, cố gắng lên nha, cố gắng sống hết quãng thanh xuân của mình đi. Câu hỏi tiếp theo. Ashigo ơi, cho em hỏi tại sao anh lại thích nghề YouTube, và anh làm nghề đây có mệt không? Nhiều thấy mỏi hoặc thấy thiếu thốn gì không? Ngoài ra anh còn làm nghề khác ngoài YouTube không? Anh trả lời cho một người chị theo. Hồi trước thì mình có làm nghề khác ngoài YouTube, đó là bartender. Nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ bartender mình tập trung toàn lực làm YouTube rồi. Và thực sự thì đôi lúc cũng có mệt mỏi các bạn, mệt mỏi lắm. Tại vì gần đây thì các bạn biết là mình ra 2 clip một ngày, một mệt mỏi vãi đái luôn, mệt mỏi cực kỳ. Và nó đôi lúc mình cảm thấy nản, mình muốn nghỉ luôn mà. Nhưng mà cuộc sống mà, cuộc sống nó cho mình quyền lựa chọn đâu. Nếu mình nghĩ cái này thì bây giờ mình lấy tiền đâu ra mà ăn? Bố mẹ mình ai nuôi? Em của mình ai cho tiền đi ăn học? Và người yêu của mình, khi mà mình không có tiền thì ai đảm bảo cuộc sống cho cô ấy? Ngay cả cái người mình yêu thương mà mình còn không lo được thì mình làm thuật lại thế lại gì? Làm cái gì thành công bây giờ? Nói chung là cái lò này bị lỗi này. Nói chung là cái lò này bị lỗi này, tôi sẽ bắt cô 2 tuần lên. Nói chung ấy là cuộc sống mà, mình phải làm thì mới có ăn, không làm thì ăn đầu bùi, ăn cứt ấy. Nên là mặc dù đôi lúc mệt mỏi thì vẫn phải làm thôi. Không lẽ bây giờ mình làm công ty mình mệt, xong mình phải vả thẳng vào mặt thằng sếp là: ờ hôm nay bố mày mệt, bố mày không muốn lên đi làm, nên làm gì được bố mày nào. Thì mẹ ăn nguyên một cái bảng kiểm điểm lương và đầu xanh, cấm khỏi công ty, không được đi làm nữa. Thì bỏ mẹ gamer, không ai kiếm tiền để nuôi đấy mèo. Đấy, ghê lắm. Có tiếp theo nữa, đó là của bạn Agi Bagi. Anh ơi, em có một câu chuyện muốn tâm sự với anh và mọi người. Ok, từ từ, tâm sự thì mình thích nè. Thời gian khá dài rồi, nhưng mà thôi, mình sẽ nghe nốt cái tâm sự của bạn này nha. Gì đây? Thật ra em cảm thấy bố mẹ không cần em nữa, lúc nào cũng bảo thương em, nhưng lúc muốn chửi lại chửi rất nặng lời. Em đã từng nghĩ đến những chuyện không nên, nhưng rất của em lại bảo mày làm chuyện dại dột rồi, sao tao còn giá. Thật ra em cũng từng suy nghĩ lại về tương lai mình còn rất dài, muốn làm những chuyện mình chưa bao giờ làm được, và em đã từ bỏ suy nghĩ đó. Anh cũng từng có suy nghĩ dại dột ở tuổi trẻ trâu chưa? Tâm sự thật không nhây. Không nhây, ok. Vậy em có muốn nghe về cái câu chuyện mà một thằng nhóc 17 tuổi vừa ra đời và chưa có biết mình sẽ phải làm gì cho cuộc đời này chưa? Em đã từng nghe chưa? Nếu mà chưa từng nghe thì anh sẽ kể cho em. Con người chúng ta khi mà đến một cái độ tuổi nào đấy thì họ sẽ chợt nhận ra là cái khả năng trong cuộc đời của mình còn rất là nhiều. Một câu chuyện mà mình chưa có thể kể hết được, mình vẫn chưa thể nào bước qua được, và thậm chí là cái bước chân của mình còn rất là ngắn, mình không thể nào đi hết cả cuộc đời của chúng ta được. Và trong những cái tuổi mà bồng bột nhất mà mình từng biết, đấy là cái độ tuổi thứ 17. Cái độ tuổi mà các bạn sẽ đứng ở giữa một cái ranh giới trưởng thành thì cũng không phải, à, trẻ con thì cũng không phải, mà nó sẽ nằm ở cái điểm gọi là đang cố gắng bộc phá ra khỏi cái đáy giếng của cái sự trẻ con của mình, để cố gắng trở thành một người trưởng thành, một người lớn. Và chúng ta sẽ thường có những hành động, thường có những suy nghĩ nó phải lời. Và thường ở những cái độ tuổi đấy thì các bạn sẽ có những cái suy nghĩ như là mình muốn thoát ra khỏi gia đình của mình. Tôi muốn thoát ra khỏi gia đình của mình, và tôi cũng từng vậy. Tôi đã từng muốn thoát ra khỏi gia đình của mình, và mình đã từng muốn có một cái cảm giác là bỏ nhà ra đi, bỏ nhà đi bụi. Rồi đến bây giờ tôi đã thấy may mắn vì tôi không làm điều đấy, và tôi vẫn ở nhà. Và ở cái độ tuổi 17, nó sẽ thường có những cái ngông nghênh, ngông cuồng, những cái, nói chung là những cái nó rất là vải liền chim én. Những cái suy nghĩ mà mình khi lớn lên thì mình sẽ nghĩ lại về những cái thời đấy, mình ý biết tại sao lúc đấy mình lại nghĩ như vậy. Nhưng mà thật sự là lúc đó mình đã từng nghĩ như vậy á, những cái suy nghĩ dại dột vãi đái luôn. Nhưng mà cuộc sống mà các bạn, đến độ tuổi nào thì người ta sẽ có khó khăn, độ tuổi riêng. Ví dụ như độ tuổi 17 thì các bạn sẽ gặp khó khăn trong cái việc là thoát khỏi cái sự trẻ con của mình để trở thành một người lớn. Đến độ tuổi 30 thì các bạn sẽ gặp khó khăn ở cái việc lập gia đình và làm thế nào để nuôi sống gia đình của mình. Đến độ tuổi 60, 70 rồi thì sẽ có một cái khó khăn, đấy là
con cháu của mình có thương mình hay không, hay là khi mà mình chết nhắm mắt xuôi tay rồi thì có còn ai nằm trước cái quan tài của mình, ngồi trước cái quan tài của mình để khóc vì mình, hay là để thật lòng lo lắng cho mình, hay chỉ là vì cái tài sản của mình thôi. Mọi độ tuổi nó có một cái niềm lo riêng. Và về cái tâm sự của em cảm thấy bố mẹ đôi lúc không quan tâm đến em thật sự, rất là không phải mà. Người ta nói mà, khi mà bố mẹ em la em ấy, chửi em, nhỏ còn quan tâm mình. Đừng có phải gọi là vì gọi là bố mẹ la chửi mà bố mẹ ghét mình không. Bố mẹ la chửi là còn quan tâm đấy. Tại vì các bạn có thấy ai ghét mình mà nhắc mình từng ly từng tí, chửi mình khi mình làm sai không? Không có đâu. Mà người ta sẽ khen, người ta định ngọt mình để dụ dỗ mình. Còn bố mẹ mình là người duy nhất làm được điều đấy. Và thật sự ở trên đời này các bạn đừng nói gì hết. Những cái người mà thương yêu mình nhất ấy, không phải là người yêu, không phải là những cái người anh em ngoài xã hội, mà là bố mẹ mình. Dù sau này các bạn đi đâu về đâu, các bạn làm ăn thua lỗ, những người anh em ngoài xã hội họ còn cuộc sống riêng của họ, họ không thể nào lo cho các bạn được. Và người yêu của mình cũng vậy, họ cũng cần một cái mái ấm riêng. Chỉ có bố mẹ là người luôn đưa rộng bàn tay để đón các bạn về nhà, và luôn là cái nơi duy nhất để các bạn tìm về khi các bạn thất bại trong sự nghiệp. Nên là các bạn đừng bao giờ cảm giác là chán ghét bố mẹ hết. Thật sự ra thì cái tuổi mới lớn của bạn thì cái tuổi chán ghét bố mẹ nhiều là mình biết chứ, nhưng mà sau này các bạn sẽ hiểu thôi. Ok, đó là tất cả những câu hỏi trong video ngày hôm nay của mình. Má ơi, 26 phút à, dài mà. Ok, thì tôi video đến đây cũng rồi. Nếu mà đã thích video này, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe, cũng như một comment cho kênh YouTube của Channel Official để cho các đồng mình chỉ video hay hơn. Và cũng đừng quên đăng ký cho báo kênh bên đó, đăng ký để nhận thông báo về video mới nhất nha. Và nếu bạn nào là fan của đồng nghiệp hộp của đồng sẽ đăng ký cho các bạn là tất cả trên tương tự với các hành viên ngoại trong hai cô tiên có Timmy, Simmy, Sammy, Camu, cái đó mới gì phong và đi nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video tiếp. Bye bye.